điên mắt đấy. What? Hello các bạn, mình là Di đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog gần đây nhất. Thì hôm nay là thứ bảy, ngày 15 hay 16 gì đó. Và tụi mình có một cái kèo đi chơi Vũng Tàu cùng với Vinh và Khang. Thì Vinh là một cái bạn first player trong Forza Horizon ha. Và nếu mà các bạn muốn thì sau này mình sẽ rủ rê những người chơi chung với mình như là Hòa, Blue, Cù, và sẽ gặp mặt nhau ha. À Thiện nữa. Hey. Đây, mẹt E300. Ba lô bỏ ở dưới hay là để dưới trong xe luôn? Ok. Chán Khang. Giờ đi đúng không? Giờ Nguyễn Nhân Linh thì sao? Về Nguyễn Nhân Linh nữa. Giờ đi vòng qua Nguyễn Nhân Linh để cho ông chống màn. Đây là Khang. Đây là Vinh. Em chỉ là tài xế chạy Grab cho Duyên. Tài xế Duyên. Hai em không có điều kiện. Em 300 rồi, êm quá. Êm. Êm. Còn Ford Raptor nữa mà chưa được ngồi. Ford Raptor ồn. Raptor chạy dầu. Raptor chạy dầu. Không, nếu mà Raptor chủ nhật không thi là gặp được Raptor rồi. Bận về được ngồi Raptor luôn rồi. Nhưng mà Raptor bận đi thi rồi. Raptor không thi là cũng đi Vũng Tàu đúng không? Ừ, Raptor không thi là tối thứ bảy đi. Ủa gì? Thứ bảy vậy thi xong cũng đi được mà. Đâu, chủ nhật thi nữa. Chủ nhật còn thi. Anh không biết nữa. Thiện kêu là Thiện bận thi gì đó. Cho nên là không có kèo gặp quà với lại Thiện rồi. Đó, từ từ đi, mốt gặp còn nhiều mà. Còn cầu vàng. Cầu vàng về ở ngoài biển nắng là thành cầu đen rồi. Ngoài đó nắng. Ở đây nắng về chúng ta còn nắng nữa. Tối mưa. À, hồi tối trên đây đúng mưa đúng nhiều. Anh đi có mắc mưa không? Không, nắng. Trên đây hồi nãy tụi em ngồi mưa. Sáng định đi. Anh học. Anh nghe là sáng Sài Gòn mưa. Sáng đi học. Tới cái hầm quá, hầm mưa, ướt nhẹ, đi về luôn, đi học luôn, nghỉ luôn. Đỉnh tức. Cao. Mua cái đào xuống không kịp trở tay luôn. Sáng lý do là Khang không đi học cho nên là Khang cúp học và Khang với Vinh đi hú hí với nhau một buổi rồi. Xong rồi giờ mới có... Khang chơi dầu rồi, có... hết hai chơi dầu. Xong chơi nhớt á. Thôi. Nhớt cho nó bền. Chơi dầu. Nhớt mắt quá. Tới Vũng Tàu chơi ớt hẹn. Nhớt mắt quá rồi. Ớt hiểm là của cù nha. Ớt hiểm là của cù đó. Ớt hiểm hơi nóng đít. Ra ngoài kiếm dầu ăn không? Chiên luôn. Rượu Raptor là được rồi. Lấy... Dầu. Ừ, dầu nó chảy ra, lấy cái gì hứng hứng là đủ không, rồi. Không, anh nhẹ ăn trứng không? Giờ mua trứng, dán cái chảo lên đây nè. Đi hồi chút cũng chín rồi. Có cần chín trứng không? Muốn làm cái so sánh E300 với lại Ford Raptor. Giống như xe giống như là so sánh xe dựng xe siêu xe. So sánh xong cái chú thích dùng câu mệt đi không bao giờ chảy dầu. nói vậy thiện buồn. Chú thích dùng câu hiện về bán Raptor mua mệt có rất là nhiều cái lợi nhưng mà cái lợi gì hơn Ford Raptor là chạy không bao giờ chảy dầu. Khang nói còn có con kèo đi về Phan Thiết. Ừ. Về Phan Thiết tính ngủ Thiện theo làm hậu cần mà sợ chưa hậu cần ai phải quay lại phụ hậu cần. Chưa dám lắm. Chưa kịp hậu cần mà đang chạy cao tốc với Thiện thì alo quay lại chảy dầu rồi xe không chạy được. Chưa kịp gì là phải đi phụ hậu cần này.
định đó. Mua mà. Ừ, đường nhà người ta mà, người ta có quyền làm gì người ta làm chứ. Giờ người ta giải bạc rồi dưới đây. À, một hồi có đi cao tốc rồi đừng có chạy 234 km trên giờ nha Vinh. Chạy 250 nè. 34 thấp quá. Ừ, bị mời lên phường anh không biết đâu à. Nói gì quay video thì kêu. Có đâu, đây là bằng chứng, Duy không hề kêu. Đây. Duy chỉ rủ thôi, Duy không hề kêu. Có gì đại gia mà yên tâm. Vào sáng khang còn suối, khang nói gì là thôi cứ nổ máy gì cho tốn xăng, có gì theo gì nổ xăng gì. Khang sáng giờ phá xe đã chưa Khang? Chưa. Phá xe mà biết đóng cốp là thua rồi. Không mà nè, anh cũng không biết đóng, anh nhìn hai cái nút, cái ngồi hồi mới biết một nút. Đầu sáng đó em đậu đó, em đợi Khang xuống mà em ngồi trong xe em nghe Khang quốc kinh. Sót không? Em nghe quốc cái kinh cái là em tính đâu là cái cáp điện nó đóng xuống nó nghe. Em nghe cái kinh cái nữa. Quay xuống cứ thấy Khang cầm giọng kịch. Khang giọng hoài luôn kịch. Cái mới lú qua kêu Khang cáp điện. cái cửa này đóng nhẹ nó tự đóng vô mà. Cái lúc mà Khang bước xuống xe, Khang giọng cửa vô cầm cái Khang hỏi có cửa hít không. Ơi thua rồi. Sáu không Vinh. Đâu. Mai mốt đầu chuyển qua cho Khang đi Raptor đóng mạnh. Raptor đóng kình kình được. Raptor đóng kình kình. Đồ Mỹ khác. Đóng mạnh nó bung nắp dầu. A few minutes later. Ok các bạn, hiện tại là chuẩn bị lên cao tốc Long Thành á. Và Vinh đang chuẩn bị gạ đuôi với con BMW trước. Camera 2 rồi. Vinh thấy sao về kèo này hả Vinh? Kèo 50-50. Để lên gạ cho nó thôi. E300 với AMG với BMW nha. 320 nha. Xe nó mà đâm chọt là chết. Xuống cho Khang đi bộ. Đầu Khang xem thử xem có đâm chọt không Khang. À, theo em cảm nhận là không biết. Xe đồ bô rồi đó. Ừ, thấy cái bô là thấy nó khá là đó. Thấy cái bô là cao không biết rồi đó. Chuẩn bị dính ghế nha các bạn. Lên gã giết mẹ nó kìa. Ủa tại sao nó chạy trên đó ta? Nó kiểu nó không biết á. Ờ, chứ nó đâu cho chạy đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Thì chắc lần đầu lên cao tốc nè. Chạy 57. Rồi dứt, dứt ghế. Dứt nó. Ngán các bạn ơi. Trời ra. Khoảng cách. Đang lên trong em mệt cả quốc luôn. Trời ơi, ở nãy lên trong chạy 60 mà đúng không? Không, lên trong nếu mà mình vừa mình có quyền chạy mà nhận ra lên ngoài. Lên ngoài là 120. Bên ngoài 120, lên trong là cho xe công á. Trời nhìn ám u quá hả? Đây là Khang. Khang ơi. Khang chạnh lắm. Đây là Vinh. Đây là tài xế E300. Tài xế riêng. Hiện tại Vinh đang thiếu tiền đổ xăng cho nên Vinh nhận chạy Grab khu vực Sài Gòn Nguyễn Nhân Linh Eremit nha các bạn. Bạn nào cần cứ liên hệ. Okay.
phí cao tốc. Như đi cao tốc Đà Nẵng là 400 lắm đó, 400 nghìn. Như đường dài lắm. Cao tốc đó là đi vô cái hầm. Ừ. Này mình chỉ đá chắc là xe quá. Xe, nếu mà đèn là xe. Tháo, ừ, nó tháo ra nó bị bắt hả? Không, cái chữ tháo ra trái sau. Không, mà tháo ra nhìn nó đẹp quá, nhìn kiểu nó sạch sạch. Nó sạch sạch. Ừ. Mà xe gắn chữ AMG như là bắt đầu sinh sợ. Thì nó cao tốc đứng ngoài, cái công an đứng ngoài đó. Đúng rồi, đúng rồi. Hello công an. Hai mặt trắng. Đứng đứng nhìn nhìn đó ha. Hồi nãy em ừ. Kiểu là em đứng đây nè. Cái em thấy ổng cứ nhìn như trên cái lens hai chiếc mặt trắng. Ổng có nhìn, ổng có nhìn như kiểu định quát vô vậy. Đúng rồi. Thấy đó ổng nhìn luôn, ổng nhìn xong rồi mình gần chạy tới cái bắt đầu ổng mới đi đi. Trời, công an là đánh kiểu tâm lý. Thôi kẹt cầu xuống comfort. Nhìn. Hết chơi số tay được rồi. Rồi, kẹt cầu rồi. Không biết con BMW kia nó có bị phạt không ta, nó chạy trên cái đảo mà. Không, chắc không. Tại chỗ đó không có camera. Chỗ đó nhiều khi không có camera. Cái camera là có cái bảng á. Bảng chỉ dẫn á, máy làm chỉ dẫn á. Thôi, kẹt xe. Hẹn các bạn vào một pha dính ghế trước sau cái qua cái đợt kẹt xe này. Ôi, điện mắt đáy. Sắp tới Vũng Tàu. Chết rồi, Khang nổi tiếng rồi. Khang nổi tiếng rồi. À. Ừ, nó có cái lưới này để làm cái gì vậy? Kiểu bụi á, nó bắn vô. Hay ha. Ơi, tưởng liền. Lên. Ôi, tụi mày bắt á. Xuống Vũng Tàu rồi. Ơi, đông hả? Cái đó bị chửi hả? Đầu lên. Không, lúc mà vỡ. Để lát tối cho Khang đút. Hiện tại là Khang. Hiện tại là bạn Khang đang bị phun lát, phun xăng. Ừ. Khang đang đầy bồn ơi. Đầy bồn đang cần xả ra. Đồng. Bây giờ đồng đang đầy. Bây giờ mình chỉ cần kiếm chỗ nào mà nó hơi có mấy cái GG mà nó dằn dằn một xíu thôi. Đợi chút xíu vô trong cái đường trong mà em cho Khang ra. Đường này chưa được đâu. Chết Khang rồi. Nói không sao đâu, Khang còn nhìn được. Chụp cây. Chụp cây hết được tới trời. Mà nghe đồn Vinh nói 5 cây tới mà. Tới nè, quẹo qua đây nữa, cái vòng tới rồi. Sẵn nói với các bạn luôn nè. Nhờ vào vợ của Vinh mà tụi mình được hưởng sấy ở ké khách sạn Imperial 5 sao. Nghe đã mà. Nhưng mà nghe mùi là... Nó bao ánh sáng không? Đúng rồi, nó bao ánh sáng. Nhưng mà nghe mùi là bị cho xuống giường phụ nha các bạn. Buồn quá. Không, chỉ có Vinh với Khang được ngồi phía trên thôi. Duy là xuống giường phụ. Ai mà có laptop á. Buồn quá. Không, giường... Nếu muốn công bằng á. Khang cho Khang. Không sao đâu, Khang bình thường. Cái này bình thường mà. Xuyên năm đời mới. Giật này bình thường mà. Sớm đường dây nóng công an rồi. Không sao đâu.
có gì thì ướp ghế thay ghế mới thôi. Cậu vàng à? Cậu vàng. Cậu vàng chạy đâu vậy? Hôm nay cậu vàng ra chặn đầu á. Thôi cậu vàng chắc ở trong điện cậu vàng. Nói tới Vũng Tàu rồi. Khách sạn hiện phải tắm Florida Toro. Nó nằm bên này hay bên này? Bên này. Đó. À, cái bự à. À rồi. Nó nằm ngay đường phẻo rồi chạy vô ăn bánh khọt đúng không? Gần gần đó. Cao hotel này cũng được. Ừ, cao hotel này cũng được. Cái gì đã cao quá. Đúng rồi. À, dưới này nó có cái phụ nữa ha. Cửa sổ chơi phụ. Cái cửa dưới đó là cho phía sau nó không mở được. Chỉ kiểu như là sao nó thấy luôn á. Nó làm hết. Kiểu tại vì á, phía sau lúc mà mở cái này là đẩy mình đưa ra sau rồi, nếu mà đẩy nữa thì đẩy ra đâu. Đúng rồi. Rồi, tới cũng tao. À. Cậu xe. Ok, thì cái video này mình sẽ tạm dừng tại đây và hẹn các bạn một cái video khác review khách sạn Imperial 5 sao. Ok, chào các bạn nhé. Khang.